Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Lý Thái Tổ khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, người tử vong có tên gọi là B, khoảng 48 tuổi, làm nghề chạy xe ôm. Rạng sáng cùng ngày, ông B uống cà phê trên đường Lý Thái Tổ, đoạn gần bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10 thì bị một người đàn ông chưa rõ lai lịch cầm hung khí đến đâm nhưng bị trượt. Ông B chạy qua bên kia đường thì bị người đàn ông đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến ông gục xuống đường. Sau khi gây án, người đàn ông rời khỏi hiện trường, ông B đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, ông B mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ.